Theo cáo trạng, bị cáo Lê Thị Lan Thanh bị truy tố về tội mua bán trái phép hóa đơn và tổ chức đánh bạc. Thanh bị cáo buộc đã thỏa thuận với các bị cáo để kết nối cổng thanh toán của công ty GTS và công ty CNC, qua đó chấp nhận thanh toán cho số thẻ cào viễn thông đánh bạc bằng game bài Rigvip, Tip.club, đồng ý thanh toán doanh thu tổ chức đánh bạc cho các đối tượng của công ty CNC bằng tiền mặt, không có hóa đơn, từ đó giúp sức cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rigvip, Tip.club. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Thanh chưa thành khẩn khai báo, đến nay mới nộp lại số tiền hơn 34,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho rằng lấy lý do đang có thai và nuôi con nhỏ, bị cáo Thanh chưa hợp tác đầy đủ gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Trong buổi sáng, hội đồng xét xử đã tập trung xét hỏi đối với các nhóm bị cáo buộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.